Hello, Food Combo xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu một nguyên nhân, đó là không có tìm kiếm được bằng giọng nói trên YouTube. Và lý do tại sao chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu ngay sau đây. Ok, và bây giờ trước khi đi vào tìm hiểu nguyên nhân thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tái hiện lại cái lỗi này là như thế nào nha. Thì các bạn mở YouTube lên. Đây, các bạn vào YouTube. Các bạn thấy cái biểu tượng hình cái micro nằm ở mép bên cùng hình tay phải mà. Và chúng ta nhấp vào đây để tìm kiếm ha. Vui cùng Apple. Rồi thì nó ra một cái kết quả rất là lạ, boy boy, không có đúng theo cái kết quả mà chúng ta yêu cầu. Chúng ta thử tìm lại một lần nữa xem như thế nào nhé. Vui cùng Apple. Rồi đây thì nó cũng ra cái kết quả y như cũ. Đây các bạn thấy chưa. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thoát ra, chúng ta vào cái Google mặc định của máy. Chúng ta tìm thử coi nó có hiện ra kết quả mà chúng ta yêu cầu hay không. Rồi các bạn cũng vào cái biểu tượng hình micro nè. Rồi chúng ta vào đây. Vui cùng Apple. View Chrome gì đây không biết luôn. Rồi ra kết quả rất là lạ ha các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào lại một lần nữa xem. Vui cùng Apple. Cũng ra là cái boy boy gì đây. Rồi thì cái nguyên nhân này nó là tại sao thì chúng ta bắt đầu đi vào cái cách khắc phục cái lỗi này ha. Thì các bạn vào cái mục thêm nè, nằm ở dưới cùng mép bên tay phải. Chúng ta sẽ tìm đến mục cài đặt. Đây, cài đặt ở đây ha. Rồi nhấp vào. Các bạn thấy là có cái giọng nói, cái biểu tượng hình cái micro luôn nè. Giọng nói các bạn nhấp vào đây. Thì ở bên trong này, cái hàng đầu tiên, cái mục đầu tiên đó là cái ngôn ngữ. Các bạn thấy đang chọn ngôn ngữ là tiếng Anh ha. Nó nằm ở dưới cùng nè, tiếng Anh. Tiếng Anh dành cho người Thái. Đấy, nên chúng ta sẽ khó mà có thể tìm được bằng tiếng Việt. Thì để khắc phục cái lỗi này, các bạn bỏ tích chọn này đi. Chúng ta sẽ tìm được cái mục tiếng Việt ha, tích vào mục tiếng Việt. Chúng ta có thể chọn tiếng Anh, nhưng các bạn nhớ chọn tiếng Anh có chữ là US nha. Đây, US. US này là cái ngôn ngữ quốc tế, chúng ta có thể là dùng tiếng Anh cho tất cả các quốc gia. Rồi, khi mà chọn xong thì bấm luôn. Ok, và bây giờ chúng ta thử test lại xem như thế nào nha. Rồi, chúng ta cũng vào biểu tượng tìm kiếm nè. Vui cùng Apple. Đấy các bạn thấy không, nó ra cái kết quả mà chúng ta yêu cầu rồi. Rồi chúng ta thử làm một lần nữa. Vui cùng Apple. Đây nó nghe không rõ rồi, bây giờ làm lại. Vui cùng Apple. Đây ha, nếu các bạn nói chuẩn thì nó nghe đúng cái kết quả luôn. Rồi chúng ta thử vào YouTube test lại xem như thế nào. Vui cùng Apple. Đây nó vẫn không ra cái kết quả chúng ta mong muốn. Thì cái này là lý do tại sao thì Vui cổ bộ sẽ cũng hướng dẫn cho các bạn luôn. Lý do là chúng ta chọn cái ngôn ngữ mặc định đó là tiếng Anh, chưa có chọn là tiếng Việt. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái Google mặc định, chúng ta cũng vào cái mục thêm. Rồi cũng vào lại cái mục cài đặt ha. Rồi vào cái mục giọng nói luôn. Này các bạn thấy chỗ cái ngôn ngữ nè, ngôn ngữ chính là ngôn ngữ tiếng Anh. Đấy, chứ không phải là cái ngôn ngữ tiếng Việt. Nên nó sẽ ưu tiên những cái giọng nói bằng tiếng Anh. Thì bây giờ để chúng ta sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chuyển cái ngôn ngữ mặc định trở về là ngôn ngữ. Các bạn tắt cái ý liệt UK này đi ha. Chúng ta tiếng của người Úc. Rồi bây giờ chúng ta chọn cái nhấp giữ vào cái tiếng Việt. Nhấp giữ vào tiếng Việt, các bạn thấy nó hiện là
được chọn là ngôn ngữ mặc định. Rồi sau đó chúng ta bấm luôn. Rồi các bạn sẽ kéo lên nhìn lại cái ngôn ngữ, các bạn thấy không, cái ngôn ngữ chính mặc định hiện tại bây giờ nó đã chuyển sang tiếng Việt rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào lại YouTube test lại xem như thế nào. Rồi vui cùng Apple. Đấy các bạn thấy chưa, đúng theo cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn. Rồi chúng ta thử một lần nữa xem. Vui cùng Apple, khá là chính xác. Rồi cảm ơn các bạn nhé. Ok, như vậy là xong nhé. Thật đơn giản, chỉ cần một thao tác là có thể xử lý được lỗi. Nếu các bạn cảm thấy clip hữu ích, hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất bạn nhé. Và bây giờ, vui của Apple xin chào và hẹn gặp lại.